Nha thị cho nhỏ ngày 31 tháng 3 chủ đề là Zurich, Zurich ở Huế, Zurich ở Huế. Đối đa Zurich ta hỏa từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh cho 20 ngày. Tôi đã bắt đầu từ Hà Nội, ca Hà Nội. Tôi đã từ Bali. Tôi đã đi Hà Nội bài Hà Nội. Tôi đã sử dụng Vietjet. Chúng ta xong 3 ngày and bạn bè đã đi ở Hàn Quốc, tôi đã đi du lịch tàu hỏa du lịch là thú vị, tàu hỏa du lịch là thú vị. Tôi đã đi ga Hà Nội với taxi. Tôi đã cấp tôi tắt ngôn ngữ ở Hà Nội. Chúng ta đi bộ Hoa Kiếm, sau chúng ta đi bộ Hoa Kiếm chúng ta đi uống cà phê ở Highland gần Hoa Kiếm. Tôi đã đi về khách sạn. Tôi có kêu tôi sử dụng taxi tông. Chúng ta đi ga Hà Nội. Ga Hà Nội là luôn. Tôi đã mua ticket đến Vin Vin City, Temple Vin. Tôi có thể nói về du lịch tàu hỏa thú vị. Tôi đã đi Temple Vin Vin Temple Vin là quan trọng ở lịch sử Việt Nam, quê hương ở Hồ Chí Minh. Temple Vin Đại học Vin, Vin là Temple Lon. Tôi đã tham gia du lịch. Tôi đã đi vô Dương. Tôi đã đi vô nhà hàng. Tôi đã ăn món ăn truyền thống Việt Nam. Tôi thích món ăn Việt Nam, nông quả nông. Món ăn Việt Nam là nông nông quả. Tôi đã đi chỗ tôi đã đi chỗ and tôi đã đi sử dụng Grab and tôi đã đi tan phố Tai Hộ Tỉnh, Quá Hạc Pin, Quá Hạc và Kinh Tế Bình Tai Hộ Pin. Tôi đã đi cà phê. Tôi đã dứt dứt bên tan phố Vinh hai ngày đến. Tôi đã đi Huế. Tôi đã đi Huế. Tôi đã đi Zurich ở Huế rồi. Bài này Huế là lịch sử, tam bộ lịch sử ở Việt Nam. Huế là
truyền thống, UECO, phương tiện ô can sông kháng sông khoáng. Tôi sẽ nói về tam bộ huệ, nhưng mà tôi đã nói về du lịch tạo hòa. Giang nói là không thể tôi đã nói về tạo hóa, du lịch tạo hóa. Ồ, huệ huệ là tam phổ truyền thống, huệ là tam phổ huệ là truyền thống tự công gian càng song li. Tôi đã đi chỗ đông nam, chỗ đông nam tôi gặp bạn bè ai thú vị kêu. Hôm nay tôi đã đi núi về tàu hỏa, du lịch tàu hỏa. Nhưng mà bắt thăm tôi là không không tốt nhất, nên tôi không thể tốt cao. Nhưng mà tôi cố gắng nói phát âm tốt nhất. Hôm nay tôi đã nói về du lịch tàu hỏa. Du lịch tàu hỏa từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh là thú vị. Tôi đã đi du lịch cho 20 ngày. 20 ngày. Tôi đã đi du lịch 20 ngày. Tôi đã đi du lịch 20 ngày. Tôi đã đi du lịch 20 ngày. Dòng tàu hỏa du lịch tàu hỏa. Hà Nội, Bình, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Nha Trang, Ho Chi Minh City, thành phố Ho Chi Minh. Nó quá. Nó quá. Oh my God, I got it. Tôi cô nhà chị chồng nói. Tôi cô nhà chị chồng nói.
Hôm nay tôi cô nhắc chị vô ngồi bắt tàu ngày 31 tháng 7. Hôm nay tôi đã đi từ Hà Nội đến chùa Hương bằng xe phố chỗ đó. Thì rồi Hà Nội tôi cầm tài chất bằng kích tôi đã đi taxi từ Hà Nội và sau tôi đi đi bộ qua khu phố tôi để uống cà phê sau đó tôi trở về khách sạn Hà Nội tất tiếp và tôi đã mua nhiều món đồ thứ vị tôi cũng đã nói về việc du lịch bằng tàu hỏa tôi tài rằng tàu hỏa là phương tiện du lịch chất tiện lợi và thú vị. Tôi đã du lịch khắp nơi ở Việt Nam và tại đất nước này là đất tuyệt vời. Chúng em đi đến Phú Yên và các nơi nhà núi Đà Lạt và Nha Trang đều để lại ăn chung sắc sâu sắc. Tôi đã từ như món ăn nông của Việt Nam và rất thích món quà ẩm thực ở đại là tôi đã kể đem như giờ chiêm du lịch nổi tiếng và cảm tại chất tuyệt chất vui vẻ. Hôm nay tôi cũng đã nói về việc chào và tại làm việc đang qua là một phần quan trọng của văn hóa Việt Nam. Tôi cũng tôi muốn nói về trải nghiệm du lịch tàu hỏa từ Hà Nội đã là một khách du lịch rất thú vị và tôi khuyên thích mọi người từ du lịch tàu hỏa giúp tôi có cơ hội ngắm nhìn cảnh quan tuyệt đẹp của Việt Nam và có thêm nhiều trải nghiệm mới. Tôi có thể nói về du lịch tàu hỏa. Hôm nay tôi có nhắc gì cho nói, nhắc gì cho nói. Sau đó một tăng mà hai tăng nhạc chị chưa nói tôi có thể nói nhạc chị nhạc nhạc chị tôi là hạnh phúc tôi là chắc vui được gặp bạn chắc vui tôi chắc vui ok xong